Dạ em Châu xin chào anh chị và cô chú bác. Bữa nay em có một chiếc xe 72cc xe cấp ha. Xe cấp này 72cc. Xe này là nguyên cục máy City á. Nguyên cục máy City. Cục sau là cục MD, nguyên cái dàn đầu xuống là cũng MD luôn. Đây, nguyên cái dàn xuống là MD. Xe này là trong giấy màu xám ha. Sơn màu này rất là hợp lại. Xe thì em vô em cho sơn xe sạch sẽ ra rồi, tâm niềng mới, đèn kèn đầy đủ bình im. Để em đầu tiên sẽ vô cái máy trước đi, rồi anh chị cô chú bác xem sau. Bây giờ em nổ máy xong rồi em báo giá luôn ha. Đây đó, bấm đèn cái nổ. Xe này cho anh chị cô chú bác chở đồ là ngon lành luôn. Xe này là xe nguyên cục máy City á, bình xăng con đa Nhật luôn. Anh chị cô chú bác về là chở đầu là hết ý luôn. Đi vòng vòng uống cà phê cà pháo rồi mấy người lớn lớn tuổi á là ngon lành. Nguyên cái dàn trước này của MD ha. MD là hết mấy triệu bạc rồi. Chá này, chá. Chá đồng hồ rồi ha. Chỗ. Để em xi nhan đây. Nhanh trước nè ha, xi nhan sau nè ha, bật xi nhan bên đây lại, xi nhan trái ha, xi nhan trái ha, đèn kèn luôn, đèn sáng lắm. Anh chị mua về chở đồ nè, anh chị mua về chở mai nè, chở ga nè, chở cây kiểng nè. Đi bỏ đồ trái cây nè, rồi chở khô mắm đâu ha. Này là chở ngon lành luôn, nguyên cái ba ga sau rồi của MD luôn, cái cục trước của MD luôn. Em vô cái chi tiết cho ha. Đây sơn xi sạch sẽ đúng trong giấy màu xám ha. Xe giấy tờ hợp lệ rồi, em báo giá cái xe này luôn. Xe này em bán là 7.800.000, 7.800.000, sơn xi mới xanh ha, tâm niềm mới ha. Nguyên cái đầu lòng này là của City ha, City Honda đó ha. Cái máy của City luôn, bình xăng Nhật luôn. À, là nguyên cái này là Nhật ha, đầu lòng City, máy Nhật. Anh em nhìn nha, sơn phết nè ha. Em sẽ cho dán hai cái tem Thái đây luôn. Nhông sơn thì ngon lành. Vậy là chạy thôi. Dán tem Thái vô, xe này em chưa dán tem. Xe này ngay chủ ha, biển số 70 S2 836362, 70 S2 836362, cầm niền nè, mới xanh ha. Xe này thì máy móc anh chị cô chú bác coi là ngon lành, đèn sáng trưng nha. Em chưa mở đèn lên ha. Đây cái nổ, đèn sáng cực kỳ á. Thì số điện thoại của em là 097 4499 005, số điện thoại em có Zalo luôn ha. Số điện thoại của em là 097 4499 005, số điện thoại em có Zalo luôn ha. Nhà em là gần Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Xe này em sẽ ship cho anh em ở các tỉnh miền Tây đi toàn quốc luôn. Em nhắc lại là xe này là nguyên cục máy City, nguyên cái dàn trước là của MD, em bán 7.800.000. À, xe này là rất là ngon lành ha, chạy ok luôn. Nè, em thì còn rất là nhiều xe nè, như chiếc nô này nè, chiếc nô này là phía nay 4 giờ mấy em giao về Kiên Giang nè, em giao về cầu Kinh 10 gần cầu cầu Kinh 9 á, ở quốc lộ 80 Kiên Giang á, em bán cho ngành ở Kiên Giang, hồ sơ rút luôn rồi. Xe em còn rất là nhiều ha, ẹt này có 17 triệu à, tiêu chà neo. Nói chung dài anh em thích xe nào đi hú em sẽ đó ha, trong nhà nữa. Em còn quay nhiều lắm, quay 4-5 triệu cũng có luôn, quay 110. Rồi tổng quan là cái xe này ha, em quay xanh. Rồi, nó bị ngã cái xe rồi anh em. Rồi tiền của em. Rồi lý do bị ngã cái xe rồi em quay không được, bây giờ em quay xe lại. Có mình làm bây giờ cực khổ lắm. Đó, quay cái mặt bên đây. Anh em nhìn ha, mặt bên đây.
xương xi sạch sẽ, yên mới lọp luôn. Bô bô này dày cui luôn, bao không xét luôn. Ốc rin buộc MD gấp này, gấp của City nè ha, gấp City nè, nguyên cùng máy City nè, lóc lóc Honda City nè, đầu lòng nè. Đây nè, đầu lòng City ha, đầu City xăng Kenhin ha, của Honda ha. Cái yên này vậy coi, cái bình xăng này của MD luôn ha, bình xăng MD luôn. Nguyên cái dàn trước này, nguyên cái phục trước MD nè. Xe này có 7.800.000 à. Anh em thích xe này thì cứ alo em ha. Giấy tờ hợp lệ, số sổ số máy giấy tờ hợp lệ. Em gần Ủy ban nhân dân xã Thanh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Xe này em rút lời em bán là 7.800.000. Xe này được mua rẻ bán rẻ anh chị cô chú bác. Anh chị cô bác cứ ủng hộ em. Em thì còn cũng nhiều xe lắm. Ở bên đây đặc biệt là một xe này thôi. Em sẽ nổ máy lại lần nữa. Có gì điện thoại em ha. Hồi nãy tôi mới ngã lên đề nó hơi ấy. À cái gì ra. Hồi nãy ngã cuốn cái gì ra. Còn lành ha. Máy im lắm. Kỳ luôn. Ồ bây giờ còn đốt pháo. Ồ cái thằng đó đốt pháo. Rồi anh em thích xe này cứ alo em ha. Máy ganh ti nổ ngon lành luôn. 7.800.000 à. Anh em thích thì cứ alo em, số điện thoại 0974499005. Em nhắc lại là xe này là đèn kẹ siêu nhanh đầy đủ anh em, máy im cực kỳ luôn, nguyên cục máy City, lốc nè, lốc Honda City nè, đầu lòng City nè, buộc trước của MD chở đồ cực kỳ luôn, bánh trước bự. Rồi em chào, hẹn gặp lại video kế tiếp ha.